Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem giữa hai loại súng shotgun M1014 và shotgun M1873 đâu sẽ là khẩu súng mạnh mẽ hơn nhé anh em. Lời đầu tiên mà mình sẽ phải nói về khẩu súng shotgun M1014 thì đây sẽ là một khẩu súng shotgun, nó có thể chứa tới 7 viên trong mỗi băng đạn. Và cái sức mạnh của nó thì anh em cũng biết rồi đấy. Với khẩu súng shotgun M1014 thì chúng ta có thể hạ gục kẻ địch một cách khá là dễ dàng khi chúng ta tiếp cận gần mục tiêu. Và một điều nữa thì khẩu súng shotgun M1014 thì sẽ có tầm bắn xa tốt hơn so với khẩu shotgun ngắn của chúng ta, tức là shotgun mini M1873. Và tất nhiên là anh em cũng biết được rồi, khẩu súng shotgun M1014 được rất là nhiều game thủ yêu thích. Và đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo khi chúng ta kết hợp khẩu súng shotgun M1014 với lại một khẩu súng trường hoặc một khẩu súng tiểu liên. Và một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý là khi chúng ta nhặt khẩu súng shotgun M1014 thì nó sẽ thêm vào vũ khí chính luôn, chứ không phải là thêm vào ô súng lục như shotgun M1873. Như vậy là chúng ta đã mất đi một ô vũ khí chính. Và cái ô vũ khí chính thứ hai thì chúng ta chỉ có thể mang thêm một khẩu súng nữa, như kiểu là súng trường này, súng tiểu liên hoặc là một khẩu súng bắn tỉa chẳng hạn. Còn nếu như anh em nào mà chơi lầy thì có thể mang hai khẩu súng shotgun M1014 cũng rất là ok. Còn đối với khẩu súng shotgun M1873 thì sao anh em? Đây sẽ là một khẩu súng shotgun, nhưng mà mỗi băng đạn của nó chỉ có 2 viên thôi. Vì thế nên là anh em bắn sẽ phải hết sức lưu ý nhá. Nhắm bắn chính xác vào người đối thủ, tại vì là thời gian thay đạn của khẩu súng shotgun M1873 cũng khá là lâu. Và trong cái thời gian anh em thay đạn thì đối thủ có thể hạ gục chúng ta một cách dễ dàng. Và một điều nữa thì khẩu súng shotgun M1873 có tầm bắn xa thấp hơn so với khẩu súng shotgun M1014. Vì thế khi bắn súng, chúng ta hãy tiếp cận gần nhất với mục tiêu có thể, sau đó là hạ gục mục tiêu bằng những phát bắn chính xác. Nhưng điểm lợi hơn của khẩu súng shotgun M1873 là gì? Là anh em vẫn có thể sử dụng hai vũ khí chính bình thường, và chúng ta có thể mang thêm một vũ khí phụ sẽ là shotgun M1873. Thì khi chúng ta lượm khẩu súng shotgun M1873 sẽ vào ô súng lục nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng so sánh chi tiết giữa hai loại súng này. Đây sẽ là thông số của hai súng. Bên trái của chúng ta sẽ là thông số của khẩu súng shotgun M1014 và bên phải của chúng ta sẽ là thông số của khẩu súng M1873. Thì như anh em có thể thấy là hai khẩu súng này hiện tại thì chúng ta sẽ không thể lắp thêm được bất cứ một phụ kiện gì như nòng, tay cầm, băng đạn hay ống ngắm cả. Và cái sát thương và độ chính xác của hai loại súng này đều bằng nhau là 5 sao. Tốc độ bắn của mỗi súng đều là 1 sao. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là cái tầm bắn của khẩu súng shotgun M1014 thì hơn khẩu súng shotgun M1873 là 1 sao. Như vậy là mỗi loại súng trên đều có những ưu và nhược điểm của mình. Thì chúng ta đã thấy là khẩu súng shotgun M1014 hơn hẳn so với khẩu súng shotgun M1873. Vì thế nếu như được chọn thì tôi sẽ lựa chọn khẩu súng shotgun M1014. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu như mọi người thấy video này của mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt mọi người. Bye bye.